em nói lái xe đi trời. Tiết Vũ kính đường, kính xe hết. Bây giờ phải gắng lái thôi. Quạt nè. Let's go. Thật là nguy hiểm quá mà.
có đi làm thì không có ăn cơm nhá. Mà không có ăn cơm á thì không có tiền đóng tiền nhà nè, payment everything nè, and for the shopping nè, and the market nè, everything need to work fast. Nhưng mà dù gì á, tiền thì quan trọng, nhưng mà tính mạng của mình á và sức khỏe của mình quan trọng hơn. Nghỉ một ngày không có chết, nghỉ luôn mới chết. Mỗi khi mình lái khoảng tầm 5-6 phút rồi, bây giờ mình lái 9-10 phút rồi, 9 phút cho thấy là cái bộ slow rất slow luôn. Hết dài khoảng 1 inch rồi. Xe mình nó mới phủ lên một chút xíu thôi, không phải phủ lên cũng nhiều lắm, mà nãy giờ chạy gió nó bay á. Bây giờ lấy đồ một đoạn sơ cho mọi người coi, thấy trắng xóa nè, hiểu không, trắng bệt luôn. Cỏ mà mùa đông cỏ nó thành cỏ màu vàng chứ không còn màu xanh nữa, nếu nó phủ lên cỏ lác đác. Bắt tuyết lên, buông cái đèn đó, bây giờ buông ra là bây giờ nó lạnh nè, nắng luôn á, quẩy.
Bây giờ mình chơi chơi trò gì đi. Mình chơi trò vẽ chữ đi. Right. Yes. Yes. Tiết chua quá mà lạnh quá mọi người ơi. Thôi đi vô nhà đi.